Em chào cả nhà. Hiện tại em đang đứng ngay vào cái khu đô thị Phú Hà. Giờ nó đang làm, nó mở đường, rồi nó lên đô thị này cả nhà. Cái khu này hồi đó toàn là nhà không phải. Giờ nó đang mở cái đường này đi thông qua mấy cái đường khác. Khu này hồi đó lên đó là không có đường đi ra, chỉ có đường đi vô xong đi ra lại cái đường của lúc mà mình đi vô thôi. Bây giờ là nó đang thông đường, nó mở đường, nó làm khu đô thị này cái nhà. Giờ này 5 giờ buổi chiều, đứng đây gió mát rồi cả nhà. Đi ra đường kia là đường Trần Phú, mai mốt con đường này đi thẳng lên con đường ra Thống Nhất. Ở cái khu này người ta nuôi chó nhiều, nãy giờ thấy chó chạy đông quá trời luôn. Ai ta thấy con đường đây có người ta đi rồi nè. Gì hả? Ấy tiền đấy, chờ chờ có chiều đông hết chưa? Bánh phồng sao vậy? Em bánh nướng nè. Bánh phồng về ăn bánh chén bánh rút. Bao nhiêu bịch bà? 10.000. Và bánh phồng hả? Không, bỏ thêm cho. Nghĩa lại mua bánh phồng về ăn này cả nhà. Đây bánh phồng nướng tại chỗ luôn, bánh phồng bánh chén. 10k một bịch như vậy nè. 3 bịch. Bạn nướng nhỏ không, nướng lâu lắm, kẹo tối kẹo đi. Lấy trên đây nè, lấy trên xe nè. Ờ thì lấy được có nướng để lên đó. À gì hả, thôi lấy trên đây đi. Ngày nào bạn bán đây hả? Đâu có đấy, không có thì bỏ con gái nè. À gì hả? Cái này nè, bỏ nó đang giùm nè, lấy cái này nè. Đây đủ bánh nè. Bánh hộp tôm nhân bịch bà. Nè hết đồng giá. Cái nào 10k bịch đó hả? 10k 1k. Với lại dân hàng tôm bánh nè. Tây Ninh nè. Tây Ninh nè. Dạ rồi. Thì nướng chặt bên còn cái đấy 100.000 có nè. Mua một bịch bánh chén nướng nè. Có giá 10k 3 cái. Nướng luôn ở gạt đâu, nướng từ sáng chiều lớn. Ờ, nướng từ Mỹ Phước. Nóng không à, không cái nào mà không nóng đấy. Đúng cái lần. Ba vị thì bị bánh nóng này bánh không. Bánh phòng chấm nước mắm. Luôn hả? Không hả? Bánh phòng này mua về cái mình rưới mắm mình ăn nó ngon cả nhà. À, rưới mắm như vậy cả nhà. À, mình rưới cái mắm lên xong cái nó thấm vào cái miếng bánh đó, ăn nó ngon, nhai nó giòn giòn, chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Đây. Rồi giờ mời cả nhà thử nha. Cái bánh này á. Dạ. Ăn nó nhớ lại tuổi thơ đó nha. Tuổi thơ mình hay mua cái bánh này nè.
là cái bánh mình mua chưa có nướng lắm. Làm cái lò lửa xong rồi ngồi nướng, vừa nướng vừa ăn ngon. Ngon đấy nha. Tiếp tục ăn bánh luôn cả nhà. Mình rưới lên gì nè, nó thấm vào cái bánh đó, nó mặn mà. Ở nhà mình có ai biết cái bánh này không? Cái bánh này gọi là bánh phồng. Bánh này họ ăn với đường nè, rưới mắm nè, chấm mắm ruốc nè. Rưới một cái nữa kẹp lại là rồi giờ mình kẹp lại ha. Cái bánh này đơn giản nhưng mà ăn ngon đấy nha. Ăn gì? Cái xe gian hàng bánh phòng nè, cô đó bán đủ loại bánh nè. Bánh phòng xong rồi, bây giờ em đi nấu món sụn rau câu. Em mời cả nhà cùng vào bếp. Đây là cái rau sụn khô. Cái rau này mình cũng có thể làm gỏi. Làm gỏi hải sản nè, gỏi thịt bò nè, gỏi lỗ tai heo nè. Nói chung là cái rau sụn này sử dụng được cái món gỏi nha cả nhà. Rau sụn này thì em không có làm gỏi, nhưng mà cái rau sụn này em đem đi nấu rau câu. Thì em sử dụng một lạng rau sụn khô. Rồi bây giờ em đem cái rau sụn này đi ngâm để cho cái rau sụn này nó nở ra. Thì em đem đi nấu. Xả một ít nước vào thôi bà. Bây giờ em cho cái rau sụn này vào em ngâm. Rồi bây giờ cả nhà đợi cho cái rau sụn này em ngâm cho nó nở ra. Sụn rau câu sau khi em ngâm thì sụn rau câu cũng đã nở rồi cả nhà. Cái sụn rau câu em cho một nắm thôi mà em đi ngâm một nắm khoảng một lạng cả nhà. Vậy mà ngâm ra thấy cũng nhiều quá ha. Rau câu sụn này á mình làm món gỏi cũng ngon cả nhà. Sụn rau câu em bóc có một nắm à. Mà em ngâm ra em thấy nó nở cũng nhiều này cả nhà. Nó khô nhìn nó có ít này mà ngâm ra thấy cũng nhiều này. Cái sụn rau câu này mình cũng có thể đem đi nấu nước uống cũng mát này. Rồi bây giờ em đem đi xả nước để làm sạch và cho ra rổ để ráo, sau đó thì đem đi nấu. Cái sụn này họ làm sạch rồi, mình mang về cái mình ngâm, mình thấy cái sụn mình nó rất là sạch nha. Có cái sụn mà họ làm chưa sạch đấy thì mình về mình ngâm á, những cái đá rong rồi nó còn dính vào cái sụn này. Nhưng mà cái sụn này họ đã làm sạch rồi. Rồi bây giờ em xả thêm nước để cho cái sụn này nó sạch. Sụn rau câu em đem đi ngâm và rửa sạch thì cũng đã cho ra rổ rồi. Một lạng rau câu mà em ngâm ra thì được bao nhiêu đây cả nhà?
Đó, rau thì nó có cọng vàng này, nó có cọng trắng này. Đó. Một lạng lâu câu thì em nấu khoảng 300g đường. Nấu với một lạng sụn rau câu là được. Cho nước vào nồi, giờ em bấm nồi. Giờ em cho cái đường này vào nồi nước. Rồi bây giờ em vẩy cái đường này cho nó tan. Nước thì em cho vào nồi 1,5 lít. Em cho 300g đường. Rồi em vẩy cho đường nó tan ra. Đường em vẩy thì cũng đã tan rồi. Giờ em để cho cái nước đường này nó sôi. Và nó tới nước đường, sau đó thì mình cho cái sụn rau câu vào. Cái nồi nước đường em nấu thì cũng đã sôi lên. Mình nấu nước đường mình cho một chút muối vào để cho cái đường nó sắc lại, nó ngọt thanh hơn. Hồi nãy em quên bỏ cho, trong cái lúc mà em cho đường vào đó, giờ đường nó sôi lên thì mình cũng cho một chút muối vào. Có một chút muối vào thì cái nước đường nó mới sắc lại, nó ngọt thanh hơn. Nước đường thì cũng sôi tới rồi, bây giờ em cho cái rau sụn rau câu này vào. Mình thấy nó nhiều như vậy, mình bỏ vào mình nấu mình thấy nó cũng teo lại. Một lạng rau câu em nấu trong cái nồi này vừa đủ luôn á. Rồi vậy em cho hết vào. Mùa này mình nấu cái món này để ăn mát, nóng trong người cả nhà, ăn cái món rau câu này nó mát. Cái này là rau sụn, nó có cái loại rau câu chân chịch nữa cả nhà. Thì rau câu chân chịch đấy thì mình nấu mình ăn nó giòn giòn hơn. Một lạng rau câu em nấu 300g đường và 1,5 lít nước, như vậy là được này cả nhà. Sụn rau câu sau khi em nấu thì coi cái nhà này, cái độ sệt của nó này, nó sánh lại nhìn ngon ha. Cái sụn rau câu em nấu như vậy là được rồi, nó đã sánh lại rồi, quán đặt rồi. Giờ em tắt nồi bưng xuống, em bưng cái nồi sụn rau câu xuống bên dưới, em chắc những cái chén muỗng cho ra đây. Rồi vậy múc cái rau câu này cho ra chén. Ôi ơi nó còn nóng. Nóng quá. Wow. Nóng quá cả nhà. Wow nóng quá. Nóng quá cả nhà ơi. Múc cho hết cái rau câu sụn này cho ra chén. Cái rau câu sụn này em nấu cái cọng nó tan ra, nó không giống như cái cọng rau câu chân vịt. Cái cọng rau câu chân vịt đó mình nấu nó còn cái cọng, tại cái cọng rau câu chân vịt đó nó cứng hơn cái cọng này, cái cọng này nó mềm hơn. Rồi vậy em múc cho hết cái rau câu sụn này cho ra chén. Em nấu một lạng rau câu rau sụn và 3 lạng đường với 1,5 lít nước thì em nấu được bao nhiêu đây? Cái món này ai cũng có thể làm được, tại vì cái rau câu rau sụn này mình nấu rất là dễ luôn, chỉ cần nấu nước đường và cho cái rau câu rau sụn vào thôi. Thì nếu như cả nhà thích ăn cái rau câu chân vịt thì nó còn cái cọng, còn nếu như cả nhà thích ăn cái rau câu rau sụn này thì cái cọng mình nấu nó hơi nhuyễn một chút nha cả nhà.
Mùa này cũng nóng oi bức, trong người cũng nóng bức rứt đó, nên nấu cái món rong sụn ăn mát. Cái món rau câu rong sụn này á, mình ăn nó tốt lắm cả nhà. Cái rau câu rong sụn á, mình ăn á, thì nó chữa bệnh bướu nè. Ai mà có bệnh trĩ ăn cái món này á, nó cũng mát, nó làm cho mình nhuận trường. Cái món rau câu rong sụn này á, ai bệnh tiểu đường á, mình ăn cũng được nha. Nếu như ai bệnh tiểu đường á, mình ăn cái món rau câu á, thì mình nấu với đường phèn nó sẽ tốt hơn. Cái đường phèn nó giảm bớt ngọt hơn. Món rau câu rong sụn sau khi em đổ và cho ra chén thì cũng đã xong rồi. Cái món này á, mình đổ xong rồi mình cho vào tủ lạnh á, cái mình để mình ăn dần dần nó cũng ngon lắm cả nhà. Rồi bây giờ em cho cái chén rau câu rong sụn này vào tủ lạnh. Rồi cái nhà đợi nha, sau khi cái rau câu rong sụn này á, nó đông và nó cứng lại thì em đem ra. Giờ em bưng cho vào tủ lạnh. Rau câu cho vào tủ lạnh thì rau câu cũng đông rồi, em lấy đồ câu ra. Rồi rau câu đã đông rồi thì cho ra bàn ăn thôi cả nhà. Cả nhà xem cái chén rau câu này đó, cả nhà thấy nó cứng không? Cứng mà nó dai nha, chứ không phải nó cứng mà nó mềm nữa nha cả nhà. Cứng nó dai ngon lắm. Em mời cả nhà. Rồi ơi, em sống mà nó dai, nó ngon cả nhà. Em đổ thì không ngọt lắm, nó vừa ăn. Mà cái này mình để trong tủ lạnh nó lạnh lạnh nó ăn ngon lắm cả nhà. Nó dẻo. Cái rau câu á, mình ăn thì nó có cái vị hơi tanh tanh như thế nhà. Tại cái rong này nó ở dưới biển á, mà nó không tanh lắm. Nếu như ai ăn được thì thấy nó không có tanh, nó bình thường. Nếu như ai ăn không được thì thấy cái mùi nó hơi tanh nha. Tại rong nó ở dưới biển á, nên nó có cái mùi tanh nha. Nếu như ai ăn ngọt á thì mình nấu khoảng 4 lạng đường là ok. Còn em ăn như vậy á thì nó vừa. Em nấu 3 lạng là nó vừa, nó không ngọt và nó không lạc. Mình ăn mát mà. 1 lạng rau câu sụn và 1 lít rưỡi nước, 3 lạng đường là đủ, là ok luôn. Cái rau câu này nó có cái độ dẻo, mình ăn mình nuốt từ từ, nuốt vội quá nó cũng dễ bị ngẹn. Mình có thời gian đó thì mình cho cái rau câu này vào tủ lạnh lâu hơn thì cái rau câu nó cứng hơn nữa. Thì em quay cái nhà nên em để vào tủ lạnh thì cũng không có lâu lắm, nó vừa cứng tới em lấy ra, chứ em đợi cho cái này mà nó cứng thêm nữa thì nó mất thời gian quá. Nhưng mà em thấy lấy ra ăn như vậy thì cũng ok. Nếu như mình có thời gian mình cho vào tủ lạnh đó, mình để lâu hơn thì mình ăn nó cứng hơn. Em không có đợi lâu được nên em lấy ra em quay. Rau câu này mình ăn nó có nhiều công dụng cho cái những ai có cái bệnh bú cổ, tiểu đường, bệnh chỉ, có rất là nhiều bệnh để ăn cái món này tốt cho sức khỏe. Thì em không nhớ hết, nếu như cả nhà muốn biết thì cả nhà lên mạng và Google bấm search ra để tìm hiểu thêm, xem thử cái món rau câu sụn này mình ăn nó tốt về cái gì thì cả nhà ăn nha.
Hai bạn chỉ thì ăn cái này nó nhuận trường. Em nghĩ là cái món này ai mà đau bao tử ăn được nè, nó mềm. Ăn thêm chén nữa như cái nhà. Nói chung là em ăn lạc lạc á thì em đổ như vậy em thấy nó vừa. Cái món này ăn nhanh không vội, dễ bị nghẹn lắm. Và vừa ăn vừa nói cũng dễ bị nghẹn nữa cả nhà. Nhai từ từ nuốt không đỡ nghẹn. Nó nghẹn. Cái rau sụn này á, mình mua là có giá là 450 một ký à, mà em không có mua cả nhà. Cái này là nhà em nó mua, nó cho em một lạng mang về em nấu em quay chia sẻ. Em ăn được 2 chén. Cái món rau sụn sau khi em nấu thì cũng mang ra đây và mời cả nhà cùng ăn cái món rau sụn cùng em. Nếu như cả nhà thấy thích thì cả nhà ủng hộ video để kênh càng ngày phát triển hơn, để em có thêm động lực ra nhiều video. Cả nhà xem, cả nhà cho em một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký để có cái video mới tiếp theo xem nha cả nhà. Em luôn chân thành cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Em hẹn gặp lại cả nhà một cái video sau. Bye cả nhà.